Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị, sáng 29 tháng 9 tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 23, kỳ họp chuyên đề để kịp thời cụ thể hóa các quy định của Trung ương và xem xét quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Đồng chí Giàng Báo Mỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ngành đoàn thể tỉnh và các huyện thành phố. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Giàng Báo Mỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: những nội dung trình kỳ họp đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục và đã được các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh thẩm tra theo quy định. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận các nội dung trình kỳ họp để quyết định theo thẩm quyền. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo các nội dung trình kỳ họp, có trách nhiệm thuyết trình, làm rõ các nội dung trình kỳ họp và giải trình các nội dung đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị, góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp. Ngay sau khai mạc kỳ họp, thưa ủy quyền của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành lần lượt trình bày các tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết như điều chỉnh, giao bổ sung kế hoạch đầu tư công, nguồn ngân sách nhà nước năm 2024, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025. Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Thông qua quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè và thành phố Lai Châu. Tiếp đó, lãnh đạo các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua báo cáo thẩm tra các nội dung được trình tại kỳ họp. Phát huy dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng đối với các nội dung trình kỳ họp của Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra của các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh và gợi ý của chủ tọa, đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh được thông qua tại kỳ họp sát với thực tiễn của tỉnh và đúng quy định của pháp luật. Chiều nay, kỳ họp sẽ tiến hành thảo luận tại 4 tổ đại biểu để tham gia ý kiến vào các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 23. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh sẽ thông tin chi tiết các nội dung thảo luận trong chương trình thời sự tối. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2024 triển khai đúng pháp luật, công khai và khách quan, lựa chọn những người có phẩm chất, trình độ và năng lực theo vị trí tuyển dụng, bổ sung vào các vị trí viên chức còn thiếu tại cơ quan đơn vị, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Là mục tiêu, kỳ thi tuyển dụng viên chức 2024 tại huyện Tân Uyên vừa diễn ra. Kỳ thi tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm nay, huyện Tân Uyên có kế hoạch tuyển dụng 60 chỉ tiêu viên chức tại các cơ quan đơn vị và trường học trên địa bàn huyện, tổng số 50 hồ sơ đăng ký dự thi. Trong đó, có 42 hồ sơ đủ điều kiện dự thi. Công tác chuẩn bị và các điều kiện cho kỳ thi đảm bảo theo yêu cầu của kế hoạch tuyển dụng. Tham gia kỳ tuyển dụng, các thí sinh phải trải qua 2 vòng thi. Vòng 1, kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm. Vòng 2, được tổ chức theo hình thức thi vấn đáp hoặc thực hành. Đối với các vị trí việc làm là giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, thi thực hành giảng dạy, đối với các vị trí việc làm khác sẽ thi vấn đáp. Các thành viên hội đồng thi, ban kiểm tra sát hạch thực hiện nghiêm túc nội quy quy chế làm việc, công tâm, khách quan, theo phân công. Các cơ quan đơn vị liên quan làm tốt công tác, đảm bảo an ninh trật tự, hậu cần, phối hợp phục vụ tốt kỳ thi tuyển viên chức. Ngày 28 tháng 9, Hội Bác sĩ Tình nguyện của Bệnh viện 108 Hà Nội tổ chức chương trình khám bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí cho hơn 2.000 người trên địa bàn hai xã Phong Xô Linh và Lùng Thàng của huyện Sìn Hồ. Trong chương trình này, các bệnh nhân được đội ngũ y bác sĩ tư vấn, khám tổng quát, khám tai mũi họng, răng hàm mặt, khám mắt và được làm các xét nghiệm siêu âm, điện tim, chụp X-quang và cấp thuốc miễn phí. Đối với những trường hợp phát hiện người dân mắc bệnh lý nặng, các y bác sĩ tư vấn, hướng dẫn, chuyển lên tuyến trên, sử dụng bảo hiểm y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị tốt nhất. Các y bác sĩ tư vấn, truyền thông về phòng chống dịch bệnh theo mùa, các bệnh thường gặp ở người cao tuổi và cách phòng tránh hiệu quả. Cùng ngày, Hội Bác sĩ Tình nguyện đã tổ chức hoạt động sách cho em với chủ đề Gieo con chữ, gặt ước mơ cho học sinh các trường trên địa bàn xã.
Kết quả sau một ngày làm việc, Hội Bác sĩ Tình nguyện đã khám, sàng lọc và tư vấn sức khỏe cho 3.548 lượt người, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.084 lượt người, trao tặng 300 suất quà cho các gia đình thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người cao tuổi tại hai xã Phăng Xô Linh và xã Lùng Thàng, huyện Sìn Hồ. Thưa quý vị và các bạn, huyện Mường Tè hiện có tổng diện tích đất rừng đạt hơn 267,900 ha rừng tự nhiên. Để công tác bảo vệ và phát triển rừng đạt hiệu quả cao, huyện luôn xác định việc bảo vệ rừng là hết sức quan trọng. Bởi rừng không những chỉ phục vụ đời sống của đồng bào các dân tộc mà còn góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và mang lại nguồn thu cho nhân dân từ tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đến năm 2025, huyện Mường Tè đặt ra mục tiêu là khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên trên 8.945 ha, trồng mới 2.820 ha, trong đó trồng rừng phòng hộ đặc dụng khoảng 200 ha, trồng rừng sản xuất và cây phân tán 2.620 ha. Quyết tâm nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 68,4% vào năm 2025, thành lập mới khu rừng đặc dụng tại xã Mù Cả, Tà Tổng. Để đạt được mục tiêu này, hàng năm huyện chỉ đạo các đơn vị chức năng, đặc biệt là lực lượng kiểm lâm, phối hợp với các xã thị trấn, thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho nhân dân nắm được những quy định của pháp luật về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời thực hiện ký cam kết bảo vệ rừng với cá nhân và hộ gia đình để nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân, hộ gia đình trong bảo vệ rừng. Hàng tháng, hàng tuần, cán bộ xã cũng luôn luôn xuống đến bà con để tuyên truyền về cái công tác bảo vệ và chữa cháy rừng. Thì chúng tôi cũng là tôi là một người dân thì tôi cũng thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền của xã và làm tốt cái công tác bảo vệ và chữa cháy rừng. Là huyện có diện tích rừng lớn nhất tỉnh, hàng năm hạt kiểm lâm huyện cũng chủ động triển khai, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện, cấp ủy chính quyền các xã thị trấn, nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ rừng. Chính việc xác định được vai trò và tầm quan trọng của rừng, huyện Mường Tè cũng thường xuyên chỉ đạo hạt kiểm lâm, tích cực phối hợp với các xã thị trấn, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân, hiểu về ý nghĩa, vai trò, giá trị của rừng, đặc biệt là luôn chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Bản này là có 76,7 ha. Tháng năm thì bà con dân trong các hộ là được nhận được tiền dịch vụ môi trường rừng. Theo khi nhận được cái tiền dịch vụ môi trường rừng thì bà con rất là phấn khởi. Từ 2-3 năm trở lại đây thì bà con nhân dân cũng có cái ý thức xong không phát rừng là lấn chiếm vào cái rừng. Trong bản là thành lập một cái tổ, là trong một cái tổ đấy thường xuyên đi kiểm tra 2-3 ngày thì đi một lần. 2-3 năm tới đây thì cũng có cái vụ cháy rừng là xảy ra. Okay, với lại cái bà con cũng không phát rừng lấn chiếm vào rồi. Đến nay, tỷ lệ độ che phủ rừng của huyện đạt 67,2%. Hạt kiểm lâm huyện phối hợp với các xã thị trấn tổ chức tuyên truyền tại 91 thôn bản với tổng số hơn 4.500 người tham gia về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Đồng thời kiện toàn 91 tổ đội phòng cháy chữa cháy rừng của các thôn bản với gần 13.000 thành viên tham gia. Cũng qua công tác tuần tra kiểm soát, từ đầu năm đến nay, hạt kiểm lâm huyện cũng đã phát hiện và xử lý 32 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng. Trong năm thì đơn vị đã xử lý và tham mưu ủy ban huyện xử lý từ đầu năm đến tại thời điểm hiện tại là được trên 30 vụ về vi phạm luật lâm nghiệp, trong đó tập trung một số cái hành vi như vận chuyển, mua bán và tàng trữ lâm sản ngoài gỗ. Để hạn chế những cái vụ vi phạm thì đơn vị đã tham mưu cho ủy ban huyện thành lập tổ công tác liên ngành gồm có công an, quân đội, kiểm lâm, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã thị trấn và công an các xã thị trấn tăng cường kiểm tra kiểm soát nhằm ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm minh những cái vụ vi phạm về luật lâm nghiệp. Và đồng thời hạt kiểm lâm Mường Tè đã chỉ đạo kiểm lâm địa bàn tăng cường tham mưu cho cấp ủy chính quyền chỉ đạo những trong công tác lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng, đồng thời là tăng cường tuần tra kiểm soát để ngăn chặn, phát hiện sớm các vụ vi phạm liên quan đến luật lâm nghiệp.
Cùng với các giải pháp trên, huyện Mường Tè cũng đưa việc bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng vào hương ước, quy ước của các thôn bản và coi đây là một trong những tiêu chí để xây dựng gia đình văn hóa, làng bản văn hóa. Với sự nỗ lực vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương cùng với sự vào cuộc tích cực của nhân dân các dân tộc trong việc bảo vệ rừng đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ môi trường sinh thái, giữ đất, chống xói mòn nơi đầu nguồn sông Đà. Đến nay, toàn bộ diện tích rừng của huyện Mường Tè đều được bảo vệ tốt, đặc biệt là diện tích rừng tự nhiên, rừng khoanh nuôi tái sinh. Nhằm thực hiện hiệu quả nghị quyết số 15 ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu giai đoạn 2024-2030. Thời gian qua, xã Nậm Trà, huyện Nậm Nhùn đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, qua đó từng bước nâng cao nhận thức của nhân dân trong xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Táng Ngá là bản vùng cao còn nhiều khó khăn của xã Nậm Trà. Bản có 104 hộ, 536 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Cống. Nhiều năm trước đây, trong bản còn tồn tại một số hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu như tảo hôn, nuôi nhốt gia súc gia cầm dưới gầm sàn, tổ chức lễ cưới, lễ tang kéo dài, để lại nhiều hệ lụy, kinh tế thì kém phát triển, tỷ lệ hộ nghèo cao. Để xóa bỏ các hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, bản xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết số 15 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh sát với tình hình thực tiễn tại địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền nghị quyết và kế hoạch của xã đến các tầng lớp nhân dân. Về triển khai thực hiện cái xóa bỏ hủ tục lạc hậu, kế hoạch của chi bộ đề ra là hàng năm là những hộ nào vi phạm những cái quy định này thì đưa ra quy ước hữu ước để xử lý trong cái thời gian là trong 5 năm là không xét hộ nghèo, trong 5 năm là không xét gia đình văn hóa. Trong cái nghị quyết của kế hoạch chi bộ đề ra thì hiện tại bà con nhân dân cũng thực hiện 100%. Bên cạnh đó, bản Táng Ngá còn tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua về xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh phù hợp với thực tiễn địa phương, quan tâm xây dựng các mô hình điển hình gắn với biểu dương khen thưởng nhân rộng, qua đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của các đảng viên nhân dân trong việc thực hiện nghị quyết số 15, tiếp tục bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Cống gắn với phát triển kinh tế. Trong thời gian qua thì chính quyền đến tuyên truyền về bản thì chúng tôi cũng nhận thức được là bản thân tôi cũng nằm trong đảng viên, thì trong họp chi bộ đảng viên cũng bí thư cũng tuyên truyền là sau này thì ốm yếu hay là bệnh tật thì chúng tôi không làm ma cúng hay là đi mo gì nữa, mà ốm yếu mà có gì mà bị nặng thì chúng tôi đưa bà con đi ra bệnh viện cấp cứu. Xã Nậm Trà xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giai đoạn và hàng năm gắn với trách nhiệm của từng tập thể cá nhân trong triển khai thực hiện. Đưa mục tiêu nhiệm vụ thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh vào chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm. Công tác tuyên truyền được thực hiện với đa dạng các hình thức như đưa các nội dung xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh vào nội dung sinh hoạt thường kỳ. Xã lựa chọn những cán bộ, công chức, người có uy tín, am hiểu phong tục tập quán, biết tiếng nói, chữ viết, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân. Song song với đó, xã vận động các cặp vợ chồng tổ chức cưới hỏi với nghi thức đơn giản, vui tươi, tiết kiệm, đúng luật hôn nhân và gia đình. Xóa bỏ hủ tục trong việc tang, khuyến khích thực hiện hình thức hỏa táng, đưa vào khu vực nghĩa trang, chôn cất theo đúng quy định. Phong tục tập quán lạc hậu, trong đó khó khăn nhất là cái vấn đề tảo hôn sinh con thứ ba trở lên. Hiện nay thì với thực trạng tảo hôn thì những năm gần đây lại tiếp tục tăng, và vấn đề này vấn đề đang khó của địa phương. Thì về cái hạn chế thì địa phương nhận định thấy là qua cái giai đoạn tuyên truyền thì người dân mình cái vấn đề nhận thức thì cũng cơ bản. Tuy nhiên thì đối với cái phong tục, cái tục của địa phương thì gắn với dân tộc thì khó có thể bỏ được. Thì trong thời gian tới thì cũng đề xuất với các cơ quan chuyên môn cấp trên có thể có những cái giải pháp, có cái chế tài xử lý nó cụ thể hơn. Hiện nay thì đối với các giải pháp tuyên truyền thì cũng đã thực hiện thường xuyên, tuy nhiên thì chưa giảm thiểu được. Với sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, những giải pháp đồng bộ cùng với sự đồng thuận cao của nhân dân là cơ sở để xã Nậm Trà thực hiện thắng lợi nghị quyết số 15 về xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu,
xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn. Cũng trong 9 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện Tam Đường xảy ra 6 đợt mưa to gió lốc, giá trị thiệt hại ước 9 tỷ 940 triệu đồng, không có thiệt hại về người. Trong đó thiệt hại lớn tập trung chủ yếu vào hệ thống giao thông, thủy lợi và các công trình dân dụng, thiệt hại về nhà cửa và hoa màu trên 1 tỷ đồng. Ngay khi xảy ra thiên tai, huyện Tam Đường đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các đơn vị, các xã thị trấn tiến hành kiểm tra, đánh giá thiệt hại, lập phương án hỗ trợ khắc phục, đảm bảo hoạt động cho công trình và nhanh chóng ổn định đời sống cho nhân dân. Xác định những tháng cuối năm, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp. Với phương châm chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương hiệu quả, trong đó lấy phòng ngừa là cơ bản. Huyện Tam Đường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo các tình huống thiên tai trên hệ thống loa truyền thanh, Zalo, Facebook. Các địa phương có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, ngập lụt, tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch ứng phó thiên tai cụ thể, chi tiết để chủ động phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Từ đầu năm đến nay, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trên địa bàn huyện không có diễn biến phức tạp, không phát sinh điểm nóng và các vụ việc nổi cộm, các vụ việc vi phạm chủ yếu quy mô nhỏ lẻ. Các lực lượng chức năng huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương các xã thị trấn, thường xuyên phối hợp tuần tra kiểm soát, trao đổi thông tin nên đã kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để xảy ra các vụ việc nổi cộm, tụ điểm phức tạp về buôn bán vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc trên địa bàn. Lũy kế trong 9 tháng đầu năm nay, các lực lượng chức năng huyện Phong Thổ đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh sản xuất, xử lý vi phạm hành chính 18 cơ sở với tổng số tiền xử phạt trên 84 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, thời tiết diễn biến bất thường đã tạo điều kiện cho một số loại sâu bệnh xuất hiện và gây hại đối với sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong 9 tháng, toàn tỉnh có trên 3.140 ha cây trồng bị ảnh hưởng bởi sâu bệnh hại. Trong đó, lúa trên 900 ha, ngô 648 ha, chè trên 600 ha, cây ăn quả gần 500 ha và một số loại cây trồng khác tập trung ở hầu hết các huyện trong tỉnh. Với các đối tượng gây hại chủ yếu là sâu keo mùa thu trên ngô, bệnh đào ôn, sâu cuốn lá, thối bẹ lá trên lúa và bệnh héo rũ Panama trên cây chuối, nhện dẹp trên cây chanh leo. Hiện nay, để chủ động phòng chống sâu bệnh gây hại, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân theo dõi chặt chẽ những khu vực có khả năng cao nhiễm bệnh, đặc biệt trên cây chuối, cây ngô cần xử lý triệt để, tránh để lan rộng. Đối với diện tích lúa mùa đang chuẩn bị bước vào thu hoạch, bà con cần thường xuyên thăm đồng, kiểm tra bọ xít và tình hình chuột phá hoại nhằm đảm bảo năng suất khi thu hoạch. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.